Thiếu thịt sức đâu mà chơi. Có heo cao bồi cho con này. Là tôi, xúc xích sốt lắc heo cao bồi. Giới thiệu món mới kiểu Hawaii. Thịt ngon, chấm sốt tôm sữa, phủ hạt giòn rớp rớp. Có heo cá bồi, còn mình thỏa sức chơi. Xúc xích sốt lắc heo cá bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt.